họ không muốn làm việc với người Việt, họ khinh thường người Việt. Anh đi ngang một cái gian hàng, cái người chủ người Thái, cái cô đó cũng bước ra, cô chào mình niềm nở lắm kìa, hân hoan rạng rỡ tử tế, cho tới lúc cô bắt đầu vô câu chuyện, cô hỏi where you from, thì ổng nói là người Nhật của tụi tao. Xin chào mọi người, mình là Duy, nhà sáng lập của Green PC Việt Nam. Trong cái chuyện phát tờ rơi, vâng, một cái góc khuất góc tối của ngành, ví dụ giờ mày nhận phát 2.000 tờ thì mày phát 500 tờ hơn 1.500, còn lại mày sẽ bỏ thùng rác. Khi mà em làm một cái gì đó thành công thì ở Việt Nam thường sẽ bị bắt chước, mà bắt chước theo kiểu phá giá. Cái tư tưởng kinh doanh đó cực kỳ độc hại. Việt Nam mình có tất cả mọi thứ cần thiết để trở thành một quốc gia hùng cường, tại sao mình vẫn nghèo? Và nghèo thì nó sinh ra cái chuyện hèn. Do cái gì mà ra? Nó xuất phát từ cái chuyện mình có tự hào mình là người Việt không? Bởi vì mình khi mình tự hào là người Việt thì mình mới làm những việc khiến cho quốc gia mình thêm tự hào. Anh nghĩ cái tự tôn dân tộc đó sẽ là thứ khiến cho cả một xã hội cùng giúp nhau trở thành một quốc gia hùng cường. Và nó liên quan rất nhiều tới câu chuyện của Green PC, vâng, mà anh sẽ kể cho em nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Việt Anh và hôm nay thì mình mời đến đây một khách mời đặc biệt. Nếu như mà các bạn đã quan tâm đến lĩnh vực thời trang hoặc là quan tâm đến các local brands ở Việt Nam thì khả năng cao là các bạn đã nghe về thương hiệu Green DC. Hôm nay thì mình mời đến đây founder của Green DC, đó là anh Phan Thanh Duy. Xin chào mọi người, mình là Duy, nhà sáng lập của Green DC Việt Nam. Và tụi mình năm nay là năm thứ 9 có mặt trên thị trường rồi. May mắn vẫn còn có mặt trên thị trường. Và rất là vui vì ngày hôm nay có rất nhiều điều trong suốt hành trình vừa qua muốn được chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn thời gian của các bạn đã lắng nghe nha. Okay. Em cũng có xem anh chia sẻ trên một số cái chương trình khác. Thì em có được biết là trước khi làm Green DC thì anh có làm những công việc khác. Và người trong môn nghề đó. Anh cũng là người trong nghề, đúng tên của cái show này. Thì em không biết là anh có thể chia sẻ một chút về cái hành trình sự nghiệp của mình trước khi bắt đầu với Green DC không? Thì là anh xuất thân từ nhà, từ nguyên một cái nhà làm quảng cáo. Rồi anh có học đàn 10 năm. Ồ. Anh từng làm giáo viên dạy, mà từng dạy những bé 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi tới những cô kiểu trưởng khoa, bác sĩ 60, 65 tuổi cũng có dạy. Ồ. Rồi anh có một cái quán cà phê, một cái quán cà phê có hai cửa hàng ở Sài Gòn, tên là Phan Gia, tại anh họ Phan, gia đình họ Phan. Anh có làm Green PC nè, và có một số nghề mà anh chưa bao giờ được công bố ra. Vâng. Là anh đi dịch phim bộ. Ồ. Tức là hồi xưa lúc còn làm sinh viên á thì cứ dịch tập được 100.000 một, mà một tập 45 phút của phim bộ nha. Vâng. Là được 100.000 thì đủ gọi là dịch 2 ngày 2 đêm ròng rã, hay 3 ngày 3 đêm gì đó được 100. Rồi anh đi phát tờ rơi nữa, và anh cực kỳ thích công việc đó luôn. Cực kỳ thích cái công việc phát tờ rơi. Vâng. Tại vì anh học là học quản trị kinh doanh, mà quản trị kinh doanh nếu mà chỉ trên lý thuyết á, nó không có ra được cái kết quả cho cuộc đời của mình, phải thực tế. Và trong cái việc phát tờ rơi á, nếu như mà em là một người phát tờ rơi bình thường thì nó chỉ là một cái thứ công việc tay chân bình thường. Nhưng nếu như em nhìn vô cái cách mà những người phát tờ rơi chuyên nghiệp họ làm á, em học được nhiều lắm. Ví dụ, làm sao để mà em phát tờ rơi người ta chắc chắn sẽ nhận. Và làm sao để người ta nhận xong người ta chắc chắn sẽ đọc. Cái đó là một cái nghệ thuật luôn. Mà cái nghệ thuật đó nó giúp anh rất nhiều sau này khi mà anh làm ngành bán lẻ của Green PC. Nếu không có cái cuộc đời đi làm phát tờ rơi đó của anh, lương rẻ bèo rẻ mạt luôn, thì anh sẽ không bao giờ có được những cái trải nghiệm đó để mà anh ứng dụng vô cái chuỗi kinh doanh sau này của anh với Green PC. Công việc đó là một trong những công việc anh thích nhất luôn. Thì anh có thể chia sẻ cụ thể chút nha. Vâng, này tiết lộ xíu bí quyết nghề. Là bí quyết nghề. Bí quyết nghề. Thứ nhất, phát tờ rơi phải khiến cho người ta vui, mang lại một cái năng lượng tích cực. Anh cực kỳ không thích những bạn đã nhận tiền của đơn vị người ta nhờ mình phát tờ rơi xong rồi các bạn bịt kín mít gì nè. Kiểu như sợ bị bắt gặp là tôi làm công việc tay chân nó rẻ tiền này, tôi thấy nó không có đẹp, nó không có ấy. Nhưng mà không phải, em để ý đi, em qua Nhật á, ví dụ anh qua Nhật đi, anh thấy một cái người phát nhân viên đứng phát tờ rơi nha, người ta phát xong người ta làm gì? Ta cười mà kiểu một cái cười rạng rỡ, kiểu mang cả mùa xuân vô mặt em vậy đó. Xong rồi em nhận xong người ta làm gì? Người ta cúi chào thật là sâu, cảm ơn vì em đã nhận tờ rơi cho người ta. Mà họ được trả cái gì? Họ cũng được trả tiền như bình thường thôi. Vậy thì mà
nhiều khi nó là công việc part time, công việc bán thời gian thôi. Họ không phải nhân viên của cái công ty đó, còn họ cũng chẳng phải là chủ công ty đó, nhưng mà tại sao họ lại làm việc bằng cả con tim như vậy? Khách hàng người ta cảm nhận được cái con tim của cái người đó thì người ta sẽ cảm nhận được trái tim của thương hiệu. Vâng. Thì khi mà về Việt Nam á, khi mà ở Việt, lúc đó anh chưa đi Nhật, anh xin lỗi, nhưng mà sau này anh thấy Nhật y chang như cái cách anh làm. Vâng. Khi em đưa tờ rơi cho một người, em phải cho họ một ít niềm vui của cuộc sống. Họ thấy, họ nhận được cái niềm vui đó, họ mới sẵn sàng, họ nhìn vô cái nội dung của tờ rơi. Và họ mới sẵn sàng nhận cái nội dung, nhận cái tờ rơi đó. Nhưng mà để được họ đồng ý, họ dành thời gian của họ để họ đọc cái nội dung tờ rơi, em phải cúi chào cảm ơn họ. Và em phải nói cảm ơn anh hoặc cảm ơn chị vì đã nhận. Một câu nói nhỏ thôi, nó chẳng mất gì cả, nhưng mà nó sẽ khiến cho người ta chắc chắn đọc cái nội dung tờ rơi đó, chứ không phải là cầm xong rồi quăng xuống đường hay quăng vô thùng rác. Còn một điểm nữa trong cái chuyện phát tờ rơi, vâng, một cái góc khuất, góc tối của ngành. Vâng. ngành luôn, anh gọi là ngành tại vì công việc nào mà mình nhận tiền thì đó là ngành nghề làm việc. Vâng. Thì anh nhớ lúc đó phát tờ rơi là một người bạn trong lớp của anh kiếm được cái mối nhận phát tờ rơi, chứ không phải anh. Anh không làm việc trực tiếp, là anh làm việc qua bên thứ ba đó. Tức là anh được anh bên thứ ba thuê lại vendor, supplier thế á. Thì bạn của anh nói là ví dụ giờ mày nhận phát 2.000 tờ thì mày phát 500 tờ hơn 1.500, còn lại mày sẽ bỏ thùng rác. Anh cực kỳ phản cảm với chuyện đó. Thứ nhất, doanh nghiệp bỏ tiền ra để làm cái tờ rơi. Doanh nghiệp thứ hai, doanh nghiệp bỏ tiền ra để in cái tờ rơi đó. Thứ ba, họ đặt kỳ vọng vô chuyện tờ rơi đó sẽ mang lại khách hàng cho họ. Mình nhận tiền của họ để mình thực hiện cái cam kết của mình với họ thì không nên ma mảnh như vậy. Tại vì ngoài cái chuyện là làm như vậy là sai về mặt luân thường đạo lý, là mày nhận bao nhiêu tiền thì mày phải trả lại bấy nhiêu công sức, thì nó còn là cả một cái tư tưởng nữa, là làm cho có, giống như em nói. Không nên như vậy. Bởi vì nếu tôi làm như vậy với bạn thì sau này một ai đó sẽ làm điều đó với tôi. Doanh nghiệp của tôi sau này khi in tờ rơi ra và thuê người khác phát tờ rơi, sẽ có những người cũng quăng cái tờ rơi của doanh nghiệp của tôi vào trong thùng rác. Tôi có muốn điều đó không? Tôi không muốn. Thế thì đừng làm như vậy với lại cái người thuê tôi lúc này. Tại vì bây giờ anh đi đường, anh vẫn lâu lâu anh vẫn thấy có những cái bạn cầm một sắp tờ rơi bự như vậy nè, dày như vậy nè, mấy trăm mấy ngàn tờ, quăng vô trong thùng rác. Quăng thùng rác ven đường thôi, anh nói. Nữa rồi. Lại là một cái góc tối mà nó bao nhiêu nay mình chưa có thể nào mình triệt, gọi là mình bỏ được nó ra khỏi suy nghĩ của những người sinh viên đầu đời, những công việc đầu đời. Vâng. Thì hôm nay kể đây giống như cũng mong muốn sau đó để mọi người nhận ra được là nếu tôi làm vậy với người khác, nếu cô không phải là luật nhân quả gì cao siêu á, tôi làm vậy với người khác thì có thể sau này có người khác làm vậy với tôi. Tôi không muốn thì tôi đừng làm. Vậy thôi. Em có xem một cái podcast nào đó mà anh từng chia sẻ là lúc đó thậm chí anh còn không có kinh nghiệm gì về ngành thời trang. Mà anh lại rẽ hướng và anh bắt đầu với Green DC. Thế thì cái câu chuyện đằng sau đấy nó như nào? Thành thật mà nói nha, cái thời điểm đó là phát quán của anh nó có nhượng quyền được, nghĩa là nó có thành công. Người ta mới chịu nhượng quyền thương hiệu chứ. Tức là có những lúc quán của anh nó lên tới đỉnh điểm như vậy nè, là em tưởng tượng mưa. Mùa mưa Sài Gòn nó kinh khủng mà nó ầm 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 như Hà Nội thôi. Cái quán thì đông quá, hết chỗ ngồi rồi. Cái khách cứ ùa lại. Cái anh mới nói anh chị thông cảm, tụi em hết chỗ rồi, lấy cái bàn ra ngoài sân cho anh chị, cái bàn nhựa cũng được. Nhưng mà mưa mà anh chị, mày cứ lấy ra anh mày ngồi ở đây. Là ngồi kiểu như nó có một cái hiên nhỏ mà nó chỉ che được nửa cái bàn thôi, còn lại mưa nó cứ đợp vô mặt mình vậy nè. Mà người ta vẫn ngồi đó, người ta uống nước của mình. Là ý là nó thành một cái trào lưu ở Sài Gòn lúc đó luôn, nó rất là thành công. Món kem flan kem anh còn nhớ hoài. Món sáng tạo độc quyền của tụi anh. Nhưng mà sau đó thì cơ chế thị trường mà. Khi mà em làm một cái gì đó thành công thì ở Việt Nam thường sẽ bị bắt chước, mà bắt chước theo kiểu phá giá. Rất là hay. Cái tư tưởng kinh doanh đó là một cái tư tưởng kinh doanh cực kỳ độc hại, và anh nghĩ cần phải loại bỏ ở Việt Nam. Ở nước ngoài, ở các dân tộc mà thành công về mặt gọi là phát triển đất nước á, thì là nếu bạn làm thành công một cái món gì đó, một cái sản phẩm gì đó, thì tôi sẽ làm ra những doanh nghiệp để phụ trợ cho những cái thứ mà để tạo sản phẩm đó, hoặc là tôi tiếp nối cái chuỗi giá trị của bạn, tôi phân phối ra bên ngoài. Còn ở Việt Nam là bạn làm thành công cái gì, tôi copy y chang cái món của bạn, tôi làm lại với mức giá rẻ hơn, chất lượng có thể bằng hoặc tệ hơn cũng được, nhưng tôi sẽ làm vậy để tôi cạnh tranh khách hàng. Giống như ở nước ngoài thì là nếu bạn bán một quán phở ngon
thì tôi sẽ làm cái nhà máy làm phở, nhà bánh phở, tôi làm nhà máy cung cấp nước sạch, tôi làm nhà máy cung cấp chén dĩa bát đũa gì đó. Còn ở Việt Nam là mày làm quán phở ngon, tao làm quán phở y chang mày đối diện, bên giá cạnh. Rẻ hơn, bên cạnh luôn. Thì cái đó anh nghĩ là cả cái tư tưởng đó sẽ khiến cho cả một cái dân tộc của mình không thể phát triển được mà cứ kìm hãm nhau, kèm kẹp nhau như vậy và đi xuống. Thì quán cà phê của anh lúc đó phát triển thành công, xong bị copy lại với mức giá rẻ bằng 1/2, 1/3 gì đó cái món đó. Và thời điểm anh bắt đầu Creamy, bắt đầu nghiên cứu Creamy là quán cà phê của anh đã đi xuống rồi, đã thoái trào rồi. Và anh rất là loay hoay với cái chuyện làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình. Vâng. Tại vì kể lại một chút về câu chuyện của anh. Hồi năm 2 đại học á, anh học quản trị kinh doanh, thì lúc đó mình chưa có mạng xã hội, mình chưa có phổ biến về gọi là cái thế giới nó chưa phẳng lắm. Thì lúc đó là thời kỳ đỉnh cao của forum. Thì trong các forum á, mọi người rất là hay bàn với nhau về chuyện đi buôn. Và thời đó là buôn đồ Thái. Thì lúc đó anh học quản trị kinh doanh mà, thì anh nói bây giờ mình học quản trị kinh doanh thì mình phải làm sao để mình đi buôn. Gọi là trải nghiệm về chuyện kinh doanh thực sự. Mình chưa lập được doanh nghiệp thì mình đi buôn. Cái học anh mới xin má anh, má má cho con 1.000 đô đi qua tháng đi buôn. Thề luôn anh không biết tại sao má anh đồng ý. Anh chưa bao giờ đi nước ngoài trước đó, và còn là đi buôn nữa. Mà 1.000 đô nữa, lúc đó 1.000 đô lớn lắm. Cái mình đó năm bao nhiêu anh? Chắc 2010-11 gì đó. 2010-11, ở thế 1.000 đô ở đấy cũng lớn đấy. Ừ, đối với lại anh là thấy nó lớn lắm. Kiểu không biết sao má đồng ý luôn. Mà má đồng ý cái rụp luôn, cái nói ủa, không biết lúc đó má anh đang suy nghĩ chuyện gì khác, cái không đồng ý, không cái gật đầu đại. Đó, cuối cùng má anh cho anh 1.000 đô. Anh xách cái 1.000 đô đó. Anh coi trên diễn đàn á, thì thấy là nếu đi buôn thì phải tối ưu hóa chi phí. Muốn tối ưu hóa chi phí thì không được đi máy bay, phải đi xe đò. Băng từ Việt Nam, băng qua biên giới Campuchia, ở lại Campuchia một đêm, xong rồi từ Campuchia băng qua biên giới Thái Lan để vô Bangkok. Phải đi cái kiểu đó thì mới có lời. Thì ok, mấy anh đi trước đi, đi được, còn về được thì tôi cũng sẽ đi cái con đường đó. Mấy anh khai phá đường rồi tôi đi theo. Anh đi từ Việt Nam qua Phnom Penh, Singapore, Campuchia. Anh bắt xe ở bến xe Bùi Viện của Sài Gòn, xong anh đi qua bên Phnom Penh, anh ngủ lại đó một đêm. Trong đêm đó anh bị dị ứng đồ Campuchia, mắt anh sưng 2 cục như trái cà chua nè. Anh tưởng anh chết ở bên đó luôn rồi, tại vì điện thoại không, lúc đó làm gì có roaming đâu, không có internet luôn em, tức là không có một cái gì hết. Anh bị cô lập hoàn toàn đất nước đó. Mà anh hỏi dân ở đó là ê, bên mày còn bệnh viện nào đang mở cửa không? Họ kêu là không, giờ này nghỉ hết rồi, ngoài giờ làm việc. Canh ôm 2 cục mà mắt to đùng như vậy á, mà bị dị ứng sốc phản vệ gì đó, anh ngồi anh nằm anh chả biết làm sao. Anh cứ tưởng là sẽ chết trong khách sạn đó luôn. Nhưng mà cuối cùng sáng hôm sau mắt anh xẹp, thế là anh đi tiếp, không còn đường lui. Anh đi tiếp qua Bangkok, Thái Lan, anh đi buôn. Thì cái chuyến đi đó nó là một chuyến đi cực kỳ cho nhiều trải nghiệm và cho nhiều, rất là nhiều cái kinh nghiệm về mặt kinh doanh. Một chuyến đi thôi mở mang cho anh rất nhiều, và nó là một cái sự kiện khiến anh thay đổi cả cuộc đời anh sau này. Là đi buôn thì tất cả mọi người sẽ đi chợ Chatuchak của Thái Lan, cái chợ bự nhất Thái Lan, 10.000 gian hàng ngoài trời á. Thì anh cũng vậy, anh sẽ đi Chatuchak. Thì tới cái ngày thứ hai mà anh ở trong cái chợ Chatuchak đó, anh còn nhớ hoài luôn. Anh đi ngang qua một, tại vì vấn đề là anh xin má anh 1.000 đô đi buôn mà anh chưa biết anh buôn cái gì em. Sản đúng không? Là qua đó chọn coi thích buôn cái gì, rồi mới mình quyết định coi mình mua buôn được cái gì, mình buôn về Việt Nam, chứ mình cũng chả biết mình muốn cái gì nữa. Lúc đó giống như kiểu rất là mộng mơ, rất là lý tưởng hóa cái chuyện đi buôn đó. Thì ngày thứ hai anh đi vô, anh đi ngang một cái gian hàng bán những cái giày bằng vải và nó có quấn dây thừng xung quanh, kiểu làm hơi thủ công á. Cái nó ồ, cái sản phẩm này mình thấy nó có vẻ thú vị, hình như ở Việt Nam chưa có, mình phải vô mình thử check giá, kiểm tra giá. Cái anh vô thì ngay lập tức người Thái, cái người chủ người Thái, cái cô đó cũng bước ra, cô chào mình niềm nở lắm kìa, hân hoan rạng rỡ, tử tế nói chuyện với mình, dắt mình từ bên quầy này qua bên quầy kia, nó giới thiệu mẫu này mẫu nọ mẫu kia, size này size nọ size kia, kiểu này kiểu nọ kiểu kia, cho tới lúc cô bắt đầu vô câu chuyện, cô hỏi where are you from, cái mình vên mặt lên, lúc đó mình đâu biết đâu, mình vên mặt lên mình nói I'm from Vietnam. Anh quay qua một cái anh ấy, anh không bao giờ quên được cái cảm giác lúc đó, cái gương mặt của người ta đổi ngay luôn á, đổi sắc mặt ngay, nó lạnh xuống, nó đóng băng lại.
gần như là trước đấy còn đang rất là vui vẻ niềm nở. Đúng, nó như là một cái tảng băng, em đang đi em đập đầu vô cái tảng băng cái đùng, nó lạnh mà nó lạnh toát ra vậy luôn. Xong cổ nhìn mình, xong cổ bỏ thẳng vô trong, bỏ thẳng vô trong luôn, không nói gì nữa luôn. Không nói một câu nào với anh luôn, đi thẳng một nước vô trong, biến mất sau cái quầy luôn. Cái anh mới quay qua, anh bỡ ngỡ, anh đứng hình mấy giây luôn, nó ủa mình mới nói gì sai hả ta, mình có làm gì phật ý người ta, hoặc là mình nói cái gì đó nó cạch chớn không mà người ta tự nhiên có thái độ phản ứng gay gắt như vậy. Cái anh quay qua, anh quay lại, xong vài giây sau anh mới chợt nhận ra họ không muốn làm việc với người Việt, họ khinh thường người Việt. Tại vì anh là người Việt Nam, I'm from Việt Nam, họ nghe được cái chuyện đó, họ không muốn làm việc với mình nữa, họ không muốn do business với mình, họ muốn đuổi mình. Cái anh đi ra ngoài, anh đứng ở cái cửa của gian hàng đó, anh nhìn lên, anh rất là nhớ khung cảnh lúc đó, trời thì nắng đổ lửa giữa trưa, gian hàng thì giữa 10.000 gian hàng như vậy, khách quý biết bao nhiêu nhưng mà họ quyết định là tao khinh thường vì nguồn gốc của mày, tao không thèm làm việc với mày. Anh rất là nhục nhã, ê chề, khó chịu, và xen lẫn như đó là cảm giác cái máu mình nó bị giống như nó trào sôi lên, nó sôi lên, tự ái, tự vâng, tôn dân tộc nó lên, nhưng mà mình không biết làm sao giờ, không lẽ mình vô mình đập cái gian hàng đó cũng không được, mình chửi nó cũng không được nữa, tại nó có quyền mà, thì ok mày không bán thì mày có quyền không bán với tao, mình chả làm gì được hết. Và anh bỏ đi mà anh không biết phải làm sao hết. Cái sau này khi mà ở trong quán của anh á, quán anh thành công tới mức mà có cả phóng viên người Nhật, người ta đến, người ta dùng thử, người ta nói ngon, cái người ta kêu là tao muốn phỏng vấn cái quán của mày, đưa lên trên báo của một cái tạp chí Nhật cho người Nhật tại Việt Nam để đến, người ta giống như phỏng vấn những chỗ ngon mà người Nhật nên đến á. Thì anh còn giữ cuốn tạp chí đó luôn. Thì sau khi cuốn tạp chí đó phát hành lên thì có rất là nhiều khách Nhật đến và có những người trở thành người bạn của anh. Có một ông chú kia lúc nào cũng cuối tuần là sẽ đến, trong tuần thì ổng sẽ quản lý một cái nhà máy ở dưới đâu Bình Dương hay Biên Hòa đó, tới cuối tuần thì ổng sẽ đến cái quán của anh để ổng ăn uống. Thì sau rất là nhiều lần nói chuyện thì hai chú cháu trở nên thân hơn, và anh hỏi ổng là ê, rốt cuộc thì mày nghĩ như thế nào về người Việt tụi tao? Cái ông lại đứng hình tiếp, ông lại đứng hình mấy giây, cúi xuống ông suy nghĩ. Xong khi mà ông ngước lên ông nhìn anh, thì ông nói là Duy, tao là bạn của mày, tao cũng biết mày lâu rồi, tao cũng hiểu cái tính của mày, nên bây giờ tao nói thật, mày đừng có buồn nha. Người Nhật của tụi tao không có dùng cái từ tiếng Anh, tại vì anh với ông nói chuyện tiếng Anh nhau là disrespect your people. Disrespect đó là một cái không tôn trọng. Nhưng mà em biết người Nhật khi họ dùng cái từ ở cấp độ đó, nghĩa là thật sự ở trong suy nghĩ của họ nó còn nhiều hơn như vậy nữa kìa. Vâng. Đây là họ đã nói giảm nói tránh rồi mà đã là disrespect rồi, thiếu tôn trọng rồi. Thì anh mới hỏi ông là anh lại giật. Anh hỏi ông là sao tụi bay lại như vậy, lại thấy như vậy. Ông mới nói là đây, đơn cử như cái nhà máy của tao quản lý đi, người công nhân khi mà làm lắp ráp á, là thí dụ làm rớt con ốc xuống dưới đất thì tụi nó sẽ lấy chân nó đá vô trong sàn, nó đá cho con ốc nó lăn vô trong sàn để nó đỡ cái công, nó cú xuống nó lụm. Rồi những cái bù lon tụi nó vít này nọ, tụi nó sẽ lấy cắp, những cái nhỏ nhỏ tụi nó lấy cắp nhà. Thì tụi tao coi qua cái hệ thống camera giám sát, tụi tao thấy hết, tụi tao biết hết, nhưng tụi tao không thèm nói, tại vì nó so với lại cái hiệu suất làm việc của nhà máy á, hiệu suất làm việc quan trọng hơn. Nhưng bởi vì vậy nên tụi tao không có tôn trọng dân tộc tụi mày là vậy. Rồi sau này mình đi những cái nước khác nhau trên thế giới, ngay cả hải quan nó còn khinh vì mình là người Việt. Ví dụ mình là người Việt cái nó sẽ hỏi, khứa trước đi, vừa mới đi vô nó đang rất là niềm nở, nó chào đón welcome to my country, hope you have a good time here, vân vân. Xong rồi cái vừa mình vô mình đưa cuốn hộ chiếu Việt Nam, cái nó lại đổi sắc mặt tiếp. Anh rất là nhiều lần bị đập vô cái cục băng như vậy, cái nó hỏi mày tới nước tao làm gì, mục đích mày đến nước tao là cái gì, mày đi buôn hả, mày tính buôn cái gì? Nó không, tao đi du lịch. Mày chắc chưa, mày có mua cái gì ở nước tao, sao mày buôn về nước mày không? Và thái độ rất là hằn học, rất là kiểu đánh giá như mình là tội phạm hay là mình làm gì đó sai trái, và đi vô nước nước của nó là phá vỡ cái sự xinh đẹp của đất nước nó gì đó. Vâng. Em đi nhiều cũng biết sẽ có những cái trường hợp như vậy. Đôi khi nó chỉ là câu chuyện cá nhân và nó không mang tính toàn thể. Ừ. Tức là nó không thể nào gọi là
là tính mang tính đại diện cho cả một dân tộc hoặc là một cách nhìn nào đấy của một dân tộc về một dân tộc khác. Nhưng mà đương nhiên nó vẫn là câu chuyện không có lửa thì làm sao mà có khói. Thế thì trong cái góc nhìn của anh nghĩ là có một cái lửa nào đấy mà nó đang tạo ra, nó cứ len lỏi tạo ra cái khói như vậy, và mình hoàn toàn nên và mình có thể sửa được, nhưng mà có thể đang hơi chậm hoặc là nó đang chưa hiệu quả không? Chắc chắn rồi, không thể nào mà người ta đánh giá mình là một dân tộc của, mình nói nôm na là người ta nghĩ mình là một dân tộc của ăn cắp, của tội phạm, của nghèo đói, kém phát triển, không có văn minh. Thì tại vì là những người mang danh là người Việt Nam lại tạo ra những cái gọi là những cái hình ảnh không đẹp đó trong mắt người quốc tế. Chứ bây giờ thí dụ như có ai nói dân Nhật là dân ăn cắp không? Dân Nhật có ăn cắp không? Có chứ, nó có tội phạm mà. Nhưng mà cái tỷ lệ người ăn cắp so với những người tốt trong mắt người quốc tế nó khác nhau. Tỷ lệ của người ăn cắp nhiêu đây, còn tỷ lệ người tốt nhiêu đây. Còn Việt Nam mình thì lại quá nhiều trường hợp ăn cắp nè, rồi tội phạm, rồi thái độ sống không tốt, rồi một đất nước kiểu bó buộc trong những cái gọi là cái tư duy nó kém phát triển. Đơn cử như cái chuyện là cái hiệu suất làm việc của người Việt Nam mình rất là thấp so với những nước trong khu vực thôi, chứ chưa nói tới thế giới nữa. Mình cứ nhìn vô những nước khác, mình nói sao họ giàu vậy, sao họ xịn vậy, họ có gì hơn mình, họ có tài nguyên hơn mình, hay có vị trí địa lý tốt hơn mình, hay là họ có tài nguyên thiên nhiên ưu đãi ban tặng, hay là họ có quá trình gọi là lâu dài không bị chiến tranh tàn phá vân vân, nên họ xịn hơn mình, họ giàu hơn mình là chuyện tất nhiên. Nhưng mà đâu phải gì đâu, Việt Nam mình có tất cả mọi thứ cần thiết để trở thành một quốc gia hùng cường. Mình có đường bờ biển dài, mình có vị trí đẹp, mình có tài nguyên thiên nhiên, mình có lực lượng lao động trẻ, mình có mấy chục năm không chiến tranh. Tức là có những nước bây giờ nó vẫn còn đang đấm nhau ầm ầm ầm, và thậm chí có những cuộc chiến tranh mới được gây ra mới nữa. Vâng. Việt Nam mình rất là yên bình, điều kiện làm việc, điều kiện phát triển văn hóa và xã hội rất là ổn định. Tại sao mình vẫn nghèo? Tại sao mình vẫn có nhiều người nghèo như vậy? Và nghèo thì nó sinh ra cái chuyện hèn. Tại sao mình có nhiều người làm những cái việc hèn như vậy? Do cái gì mà ra? Tức là anh nghĩ nha, nó xuất phát từ cái chuyện mình có tự hào mình là người Việt không? Bởi vì mình khi mình tự hào là người Việt thì mình mới làm những việc khiến cho quốc gia mình thêm tự hào. Vâng. Nếu tôi làm cái việc sai trái đó, nó có ảnh hưởng tới niềm tự hào của đất nước không? Nếu tôi làm cái điều sai trái đó, nó có khiến cho dân tộc của tôi trở thành một dân tộc bị khinh thường không? Nếu mà từng người Việt của mình đều luôn có cái tự tôn đó, anh nghĩ cái tự tôn dân tộc đó sẽ là thứ khiến cho cả một xã hội cùng giúp nhau trở thành một quốc gia hùng cường. Anh nghĩ như vậy. Và nó liên quan rất nhiều tới câu chuyện của Krimisi. Vâng. Mà anh sẽ kể cho em nghe sắp tới nè. Vâng. Đây, anh kể luôn nha. Vâng, anh kể luôn. Lúc mà anh làm quán cà phê của anh á, anh có rất nhiều khách quen. Vâng. Quen tới mức kiểu anh nhận thành em trai luôn. Kiểu anh có một đứa em mà cứ hễ trong tuần thì đi học. Học xong á là sẽ chạy từ trường qua bên anh quán anh để ngồi chơi, uống nước. Nhà bạn đó là một trong những cái quán bún bò Huế nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của Sài Gòn. Nhưng mà sẽ qua bên quán anh để ăn đồ của quán anh chứ không có ăn đồ nhà, là biết thân đến cỡ nào rồi đó. Thì một ngày nọ tự nhiên bạn đó chạy tọt lại, bạn đó nói là: "Anh Duy, em mới có cái này hay lắm, anh vô đập hộp với em." Thì ok, quán tao đang vắng, tao vô đập hộp mày. đi vô đập hộp. Thì đó là một cái hộp, hộp cạc tông. Bạn đó nói là mua từ Mỹ về, ship từ Mỹ về. Và bắt đầu đập, hai anh em đập hộp ra, rọc từng lớp giấy cạc tông, từng lớp bọc chống sốc ở bên trong. Rồi tới cái hộp nữa là cái hộp đó thể hiện đó là một sản phẩm của New Era. Nira là một cái sản phẩm nón rất nổi tiếng, một cái hiệu nón rất là nổi tiếng của Mỹ. Thì mở ra một cái nón snapback cực kỳ đẹp luôn. Đẹp kiểu đẹp lung linh lộng lẫy, giống như là kiểu hàng của Việt Kiều từ nước ngoài mua về tặng nhà mình, lúc nào nó nhìn nó cũng đẹp á, nhìn nó cũng xịn á. Thì sướng lắm, coi tem tác, đường may, đường thêu, kia mũi chỉ, chất liệu vải, mọi thứ. Tới cái khóa đằng sau mình nhìn nó cũng đẹp, nó cũng xịn nữa. Xong tới lúc mình lật ra cái nón ở trong, mình thấy nó có rất là nhiều cái tem nhãn, cái label trên cái nón, và có một cái dòng chữ nhỏ trên cái nón, trên cái tem nhãn đó, nó ghi là Made in Việt Nam. Tức là chiếc nón đó đã được sản xuất ra tại đâu đó ở Việt Nam, và nó bay nửa vòng trái đất qua Mỹ. Xong người Việt Nam lại mua cái sản phẩm đó để nó bay thêm một nửa vòng nữa, nó đi trọn một vòng trái đất như vậy, nó quay về Việt Nam.
với mức giá cao gấp nhiều chục lần cái mức giá xuất xưởng của cái sản phẩm đó. Vâng. Cái chuyện đó tồn tại rất lâu rồi, rất là lâu ở trên thị trường rồi. Nhưng mà hầu như mình không có giải quyết được chuyện đó. Tại vì hai thứ. Thứ nhất là, ví dụ như Đức có Adidas, có Puma, Mỹ có Nike, có Supreme, mỗi nước, Nhật cũng có Bape, Nhật có rất là nhiều thứ. Hàn Quốc cũng vậy. Tới Thái Lan cũng có thương hiệu riêng của họ. Tây Ban Nha có Zara, nhiều lắm. Sao Việt Nam mình không có cái hãng đồ nào mà để khiến cho người Việt muốn mua? Thì nó có hai thứ. Thứ nhất là mình không có hãng thời trang nào mà ở cấp độ thế giới. Thứ hai, người Việt mình... Hôm bữa chị Thu kể cho anh một cái câu chuyện cực kỳ hay luôn. Người nhà chị Thu mua đồ bên... À, chị Thu chứ luôn hả? Chị Thu mua đồ bên Mỹ, mua về tặng nhà. Cái trong nhà cũng khoái, người nhà khoái, mở ra coi xong rồi mở ra cái tem nói: "Úi dồi, tưởng gì? Ba cái đồ làm Việt Nam." Mà trong khi chị Thu mua từ bên Mỹ về nha. Nghĩa là cái định kiến của mình, của người Việt mình dành cho đồ Việt nó tệ tới mức mà chỉ cần là đồ made in Việt Nam thôi là mình lại tự nhiên từ một cái món đồ xa xỉ ở bên Mỹ nó tụt hạng hẳn luôn, thành một cái đồ như kiểu hàng chợ, hàng dạt, hàng cùi bắp, hàng chất lượng kém. Cứ mặc định đồ người Việt làm ra là đồ dởm. Người Việt mình không có tin đồ người Việt mình làm ra xịn, và bởi vì vậy mình không có nhu cầu để mình mua đồ xịn. Mình dĩ nhiên là mình muốn mua đồ xịn rồi, nhưng mà mình nghĩ là đồ Việt Nam làm không có xịn, cho nên tống thì mua. Tư tưởng đó mình hay gọi nôm na xính ngoại á. Mà nó tệ tới mức mà em nghĩ là đôi khi có những cái made in Cambodia mà mình còn có cảm giác là nó xịn hơn made in Việt Nam nữa kìa. Made in Campuchia nó xịn hơn đồ Việt Nam, trời đất ơi luôn á. Bangladesh cái thứ đó. Ừ, made in Bangladesh cái nước nó nghèo hơn mình luôn. Mà mình còn nghĩ là tụi này nó xịn hơn. Em thấy nó cái tư tưởng nó đầm sâu. Em cũng có cảm giác như vậy mà. Mình không nói thì thôi, nhưng mà xung quanh mình rất nhiều người có cảm giác như vậy. Ba mẹ, anh chị em, bạn bè, gia đình mình rất nhiều người như vậy. Anh muốn thay đổi chuyện đó. Tại vì đối với anh lúc đó, ngoài cái chuyện là quán của anh đi xuống, thì còn cái điều nữa là bởi vì rất nhiều lần trong quá khứ, những cái tổn thương về lòng tự tôn dân tộc của anh á, trong những lần mà anh tiếp xúc những câu chuyện đó, anh không tìm được cái lối ra. Nó giống như những cái gọi là cái dồn nén trong lòng mình, trong người mình. Nó giằng xé mình, nó khiến cho mình dây dứt hoài mà mình không giải quyết được nó. Tại vì đối với anh nha, khi mà anh làm quán nước á, anh không tìm được cách để thay đổi được cái để chữa được cái sự tổn thương đó của anh trong tâm hồn của mình. Anh có thể mang lại niềm vui cho một người trong 30-45 phút, nhưng chỉ vậy thôi. Nó không giải quyết được câu chuyện là khiến cho người Việt tự hào về Việt Nam hơn, hay là khiến cho câu chuyện là quốc tế công nhận Việt Nam là một đất nước tử tế, đàng hoàng, gọn ghẽ, ngon lành và phát triển. Nó không giải quyết được chuyện đó. Anh nghĩ lúc đó chính là lúc mà anh muốn làm gì đó để thay đổi. Anh muốn cuộc đời mình làm được gì đó để thay đổi những cái điều đó. Và thế là bởi vì bắt đầu là đập hợp từ cái nón, từ câu chuyện của cái nón, nên ok, sẵn là cái nón, tao làm luôn cái nón. Là cái nón đầu tiên của Remixy, cái nón gắn charm á. Vâng. Ừ, là câu chuyện đầu tiên đó. Thì dĩ nhiên tụi anh làm cái nón gắn charm đó, tụi anh bị ế, làm đâu được đâu. Bán ở Việt Nam mà snapback là thị trường siêu nhỏ rồi. Còn snapback gắn cái charm, có nhiều người còn nói là nón này đội lên có ung thư não không? Tại nó có 500 á. Vâng. Thì mình nói mày, cái headphone mày không có 500 trong cái headphone hả? Tức là nhiều khứa nó tiêu cực các em. Thì anh làm cái nón anh bán không được, cái anh mới làm ra cái áo. Lúc đó là ở streetwear Việt Nam rất là nổi, rất là thịnh cái phong trào mà làm những cái áo mà mang phong cách kiểu đầu tượng của Hy Lạp, La Mã hay nọ, gắn mấy cái đầu tượng hoặc là mấy cái tượng thời phục hưng vô á, vâng, in lên trên áo. Thì ok, anh cũng làm luôn, anh bán cũng được nha. Nhưng mà tự nhiên một ngày anh nhìn cái áo đó, cái anh mới nghĩ: ê, hình như có cái gì sai ở đây. Mình tự nhiên mình thấy nó sai sai. Tại vì nếu như tôi muốn làm cái gì đó tự hào về Việt Nam, cho Việt Nam, cho người Việt Nam, mà tôi làm một cái thứ văn hóa ngoại lai như vậy, tức là tôi đang nói là cái áo này, khi mà em in cái hình, cái đầu tượng nó lên, nghĩa là nói rằng cái hình này cool nè, mua hình này đi, mặc cái hình này vô sẽ cool nè. Nhưng mà nó liên quan gì tới lịch sử văn hóa Việt Nam, nó liên quan gì tới đất nước này, con người ở đây đâu. Vậy tôi đang làm gì vậy?
tôi đang kiếm tiền hay tôi đang phụng sự cho một cái mục đích tổn chữa lành cái tổn thương, cái lòng tự tôn dân tộc của tôi. Nó không phục vụ chuyện đó. Anh bắt đầu quyết định là tự nhiên giống như là nó bừng sáng trong đầu mình. Nếu mình muốn giải quyết cái vấn đề tự hào về dân tộc thì trước tiên phải làm cho dân của mình muốn được mặc những cái đồ văn hóa và lịch sử của nước mình với cái sự tự hào. Nó đi mọi thứ nó giống như là cái nó không phải tự, mọi thứ nó tự nhiên diễn ra mà nó đều có cái lý do đằng sau đó. Và bởi vì vậy cho nên là mới có Creamy Sea ngày hôm nay. Nhưng mà lúc đó nha, là tại vì bán không có được mà mình kiểu mới bước chân vô làm kinh doanh á, cái càng lúc cái dòng vốn á nó mới đầu nó lên như nè, xong rồi nó xuống tới vực thẳm luôn. Em làm kinh doanh em cũng biết cái chuyện đó đúng không? Bây giờ vẫn chưa thấy đáy, anh vẫn đang dò đáy. Vẫn đang mò dưới cái đáy. Dò đáy. Đúng rồi. Thì ế quá mà hết tiền rồi. Em biết cái tựa game Final Fantasy không? Vâng, em biết. À, em biết câu chuyện của nó đúng không? Hãng Square Enix đó, lần đó là họ gom toàn bộ tiền vô, họ đổ vô cái tựa game cuối cùng, họ đặt tên là Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng. Nếu mà rớt thì thôi tụi tao giải thể phá sản, còn nếu tựa game này thành công, ok, tụi tao được quyền bước tiếp trên cái hành trình này. Anh cũng vậy. Lúc đó anh gom toàn bộ tiền có của Creamy Sea thành một cái cục. Anh đưa vô cái bộ sưu tập cuối cùng của Creamy Sea về lịch sử văn hóa. Nó là một cái canh bạc. Tại vì trước anh đương nhiên là có những cái hãng làm về lịch sử văn hóa Việt Nam, nhưng mà nó sẽ là áo Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn, mấy cái áo souvenir bán ở chợ, Bến Thành cho khách du lịch đó. Còn tụi anh làm đồ streetwear cho giới trẻ. Bây giờ những cái đồ đó, những cái đồ kiểu Nha Trang, Hà Nội, Sài Gòn mà kiểu đồ souvenir đó, giới trẻ mặc vô đâu được đâu. Họ thấy, anh dùng hai cái từ hơi nặng nề một chút là nó quê mùa. Vì quê mùa nên tôi không có mặc vô. Còn tụi anh là muốn làm một cái đồ mà mặc bạn bắt buộc phải tự hào để bạn mặc nó ra đường, bạn khoe với lại bạn bè của mình. Tụi anh đánh một cái canh bạc rất là lớn, bởi vì trước tụi anh chưa một ai làm được cái điều đó cả, hoặc là không một ai làm cả. Anh còn nhớ đó là bộ sưu tập Con Rồng Cháu Tiên. Con Rồng Cháu Tiên. Bộ Con Rồng Cháu Tiên bao gồm hai thiết kế, một thiết kế mang biểu tượng rồng và một thiết kế mang biểu tượng tiên. Mẫu áo rồng là hình ảnh rồng nguyên bản của người Việt do người Việt sáng tạo ra, không phải biến thể từ Trung Quốc như nhiều người vẫn quan niệm. Bên dưới hình con rồng có tên tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, như một lời khẳng định về chủ quyền của đất nước. Mẫu áo tiên lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ và bọc trứng 100 con. Để mà thông qua trang phục, mình kể được cái câu chuyện của ngày xưa, của ông bà, của những người đã xây dựng nên đất nước này. Trang phục còn có rất nhiều biểu tượng khác như trống đồng, chim lạc, nhà sàn, hình ảnh giã gạo, v.v. nhằm thể hiện nền văn hóa lúa nước và mong muốn an cư lạc nghiệp của dân tộc. Hai bộ này liên kết nhau là hình tượng trống đồng. Hàm ý là gì? Sau khi Lạc Long Quân và Âu Cơ, người lên rừng, người xuống biển, nhưng không bao giờ quên nhau. Đây là những nỗ lực của những người trẻ trong việc nghiên cứu và phục dựng văn hóa của cha ông và ứng dụng vào thời trang, sản xuất ra những sản phẩm mà người Việt tự hào khi khoác lên mình. Đó là nguồn gốc dân tộc của mình. Tại vì lúc đó anh tìm ra một cái insight rất là thú vị, là người Việt mình rất là mê rồng. Nhưng mà rồng ở trên thị trường của người Việt lại là rồng ở Trung Quốc. Đúng rồi. Không phải con rồng... Không bán rồng của người Việt. Rồng sống thời Lý. Đúng rồi. Tại vì mỗi một đất nước trong quá trình phát triển lịch sử, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, mỗi một đất nước có một con rồng khác nhau. Mà tại sao trên thị trường tự nhiên toàn là rồng Trung Quốc không à? Tụi anh làm ra Con Rồng Cháu Tiên để tôi sẽ nói cho mấy bạn biết thật sự đâu mới là con rồng của tổ tiên người Việt. Tôi sẽ phân biệt nó với con rồng của Trung Quốc. Và nếu mấy bạn muốn được là một người con của đất nước Việt này, muốn tự hào về đất nước này, thì mấy bạn phải mặc cái con rồng của tổ tiên của mình. Concept là vậy, ý tưởng là vậy. Mình cũng chưa biết là nó thành công hay không. Mình mong nó sẽ thành công, nhưng mà mình đang đánh bạc mà. Thì anh còn nhớ lúc đó là anh, cái ngày mà ra mắt á, anh đang nằm ở trên sàn văn phòng. Tại lúc đó là khởi nghiệp mà, anh ngủ trên sàn văn phòng mấy năm trời luôn. Cái văn phòng cũng là cái phòng ngủ luôn. Cái nằm cái nhân viên, các bạn cộng sự của anh tự nhiên lên lay anh lại, nói Duyên, nhìn ra ngoài cửa kìa. Thì anh đang ngủ trên gác của cái cửa hàng bên dưới, ở trên là cái văn phòng và cái gác ngủ của anh luôn. Thì anh thọc đầu ra cái gác ở ngoài, anh nhìn nói, khu này mới chuẩn bị có mới có quýnh lộn hay là chém lộn hay là đánh ghen hay gì đó, tự nhiên sao đông người dữ vậy, đám tụ lại luôn. Cái anh mới thọc cái đầu xuống, anh dòm xuống cái tức là ngay cầu thang, dòm xuống được cái cửa thì thấy
cái đống hỗn độn đó, nó bắt đầu từ cái cửa hàng của mình, từ cái cửa của cái cửa hàng của mình á. Chết mẹ rồi, bộ cửa hàng mình nó bị giống như kiểu cái gì đó tự nhiên sao nhiều người vậy. Cái mình lúc đó mình mới mà mình đang lắc đang mới tỉnh dậy mà hồi mình mới hiểu ra à, họ xếp hàng để họ chờ và mua sản phẩm của mình. Mà cái hàng nó dài lắm em, mấy trăm người luôn, mấy trăm người đứng xếp hàng từ sáng sớm luôn. 9 giờ cửa hàng mới mở cửa mà sáng sớm là đã có người xếp hàng dài mà thiếu điều công an xuống dọn dẹp luôn mà. Tất cả anh em đó đến đó để mong được sở hữu một chiếc áo của tổ tiên người Việt do Grimacy làm ra. Tới lúc đó anh mới giống như trong mơ vậy đó em, anh mới bừng tỉnh là thành công rồi, sống tiếp được rồi, tôi còn đi tiếp được. Và anh tự nhiên lúc đó trong trái tim mình nó bừng lên một cái chuyện đó là đây sẽ là cuộc đời của Grimacy, đây sẽ là mục tiêu cuộc đời của cái thương hiệu này, để khiến cho tất cả người dân Việt Nam khắp thế giới tự hào về nguồn gốc của mình. Hay lắm, cái cảm giác lúc đó nó vỡ òa lắm, nó tuyệt vời lắm. Anh nhớ hoài anh đứng ở trước cửa anh dưới cái trời nắng đó, ánh sáng sáng nó chiếu vô mặt anh, và anh cúi đầu anh chào, anh cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian và tình cảm và cho Grimacy một cơ hội. Anh chào tất cả mọi người đó, tuyệt vời lắm. Sau khi anh đã nhận ra ok, cái con đường tạm gọi là lịch sử văn hóa này sẽ là một con đường mà có thể sẽ giúp cho Grimacy tạo ra sự khác biệt. Cho đến bây giờ anh vẫn đi theo cái con đường như vậy. Thì trong suốt cái hành trình như thế, có bao giờ anh bị lung lay khi mà... Thành thật mà nói là rất lung lay. Vâng. Bởi vì anh nghĩ là anh hơi tham. Đầu tiên anh tham cái chuyện làm người Việt tự hào về Việt Nam bằng cách tự hào về lịch sử văn hóa của mình. Xong cái thứ hai bắt đầu anh tham tới chất lượng, tức là đồ Grimacy ra phải chất lượng cao nhất mà mình có thể làm được. Nó như một cái combo hủy diệt vậy em. Đúng nghĩa combo hủy diệt luôn. Tại vì làm lịch sử văn hóa đã khó rồi mà còn phải làm đồ lịch sử văn hóa có chất lượng cao nữa, nó khó gấp đôi. Mà hai cái đó nếu mà quy ra theo cái ngôn ngữ kinh doanh đó, nghĩa là ngách của ngách và tốn tiền gấp đôi. Vâng. Tại vì em muốn làm lịch sử văn hóa thì em phải làm gì? Em phải nghiên cứu, em phải đầu tư. Không thể nào em lên trên mạng em lấy cái hình. Vấn đề của làm lịch sử văn hóa Việt Nam á là không có đủ tư liệu để em nghiên cứu. Ví dụ như em search là kim tự tháp Ai Cập hay là tượng đầu tượng thế thời Phục Hưng, nó ra rất nhiều. Cái nguồn nó có sẵn cho em sử dụng, thậm chí là cái nguồn thiết kế em lên Pinterest em search là streetwear thời kỳ Phục Hưng đó, nó sẽ ra rất nhiều thiết kế cho em để em chọn em copy về. Còn làm lịch sử văn hóa Việt Nam hầu như không có, mà lại còn phải là làm sao để đừng có bị quê mùa, đừng có bị nhìn nó bị hèn hèn, nó dẫm dởm nữa, mà phải nhìn cho nó ngon, nó xịn, nó streetwear, nó cool, nó ngầu, người ta mặc ra đường, người ta tự hào để mặc ra đường được. Cái đó là một cái câu chuyện khó rồi ha, mà còn phải làm cho nó tốt nhất có thể nữa, nó khó gấp đôi. Có những lúc mà công ty hết tiền, vẫn bắt đáy thôi, vẫn là câu chuyện bắt đáy thôi. Công ty hết tiền, mình nói trời bây giờ tôi muốn làm cái này quá, tôi muốn làm cái bộ sưu tập này quá mà tôi không có tiền, giờ tôi làm sao? Em có để ý mỗi một bộ sưu tập lịch sử văn hóa, Grimacy làm nhiều loại nhiều cái kiểu bộ sưu tập khác nhau, nhưng những bộ sưu tập liên quan tới lịch sử văn hóa là hoành tráng nhất. Dùng chính xác cái từ là hoành tráng nhất. Đổ tiền vô đó nhiều nhất. Hoành tráng nghĩa là em phải đổ tiền vô để em làm cho nó epic lên, nó bự lên, nó ngon lên, cái gì cũng là tốt nhất hết. Vâng. Tất cả những cái đó đều là tiền. Nhiều khi bán huề vốn, nhiều khi bán lỗ. Sản phẩm bán ra không đủ bù là chi phí làm media nữa. Gia đình mình thì mình anh là con một mà. Cũng phải có, không thể nào cứ lông bông mãi được, cũng phải biết lo cho gia đình, lo cho những người thân của mình. Lỡ như anh luôn có một cái nỗi sợ là nếu như gia đình mình phát bệnh gì đó, mình không lo được. Luôn luôn phải đứng trước cái lựa chọn là giờ tôi đi quay cái phim đó hay tôi đi để dành tiền để lỡ gia đình mình có gì đó thì mình lo được. Hoặc chỉ đơn giản là để phụng dưỡng cho gia đình mình. Lung lay dữ lắm.
có những lúc mà mình cảm thấy mọi cái niềm hy vọng, cái niềm mong ước của mình nó quá nhỏ bé trước cái sự gọi là những cái cơn sóng dữ dội của cuộc đời, nó cứ ập vô mà mình không làm sao để mình kiểm soát được nó. Anh có một cái may mắn, đó là gia đình anh cực kỳ ủng hộ điều anh đang làm và không đòi hỏi gì từ anh cả. Không đòi hỏi anh phải như thế này, như thế nọ, như thế kia. Con cứ làm điều con thấy thích nhất và gia đình sẽ ủng hộ con. Không cần vật chất gì cả. Con cứ làm điều mà con muốn đi. Đó là một cái nguồn động lực to lớn cho anh để tiếp tục. Và thứ hai nữa là anh nghĩ là cái niềm hân hoan á, khi mà có những lần mà anh tự nhiên đi đâu đó túc ra trên núi non gì đó, cái anh tự nhiên thấy có thằng khứa chạy lon ton xe máy phía trước mặc cái áo của mình về là sửa văn hóa. Ủa nó đã lắm em, nó nghe nè. Sướng. Mình sướng một cái cách rất là hạnh phúc luôn. Những cái điều đó nó khiến cho mình tối mình lung lay, sáng mình khô lại, giống như tối đổ bê tông nó còn ướt á, nó còn lắc gì nè, tới sáng cái bắt đầu bê tông nó cứng lại. Tao đi tiếp, tao không bỏ cuộc, cỡ gì tao cũng chơi khô máu. Bây giờ một năm ra ba bộ không được thì tao dồn tiền tao làm một bộ, nhưng mà tao sẽ làm, lần nào tao làm ra thế giới này cũng phải gọi là hết hồn trước cái sự tuyệt vời của văn hóa Việt Nam. Tới giờ vẫn còn đang bắt đáy nhưng vẫn còn đi tiếp. Em vẫn luôn tin là nếu mình làm tốt và thực sự mình làm đúng thì sớm hay muộn những cái return, những cái giá trị về mặt tài chính này hoặc là những giá trị khác trong xã hội thì nó cũng sẽ quay trở lại thôi. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Em nghĩ vậy, chứ nó đôi khi nó không thực sự là, ví dụ như, nó không đến theo cái cách mà mình hình dung ban đầu ấy. Với trải nghiệm của em là như vậy luôn. Tức là có thể với cái việc này của mình thì nó không tạo ra được cái giá trị đấy, nhưng ví dụ ở cái khía cạnh khác thì mình lại có. Thì cái đấy là cái mình không đoán được, nhưng mà cái thứ duy nhất mình có thể làm chủ được theo quan điểm của em là mình làm thật tốt những gì mà mình tin tưởng và mình thực sự là kiên trì trên con đường đấy. Em thấy là Grim DC thì là một cái trường hợp mà rõ ràng là mình đã có rất là nhiều nỗ lực trong câu chuyện là làm nào để đưa văn hóa và thông qua sản phẩm của mình làm nào để lịch sử văn hóa của con người Việt Nam nó đến được, trước mắt là đến với người Việt. Mình phải hiểu rõ gốc gác rồi lịch sử của mình trước đã, sau đó thì có thể là câu chuyện, em nghĩ là chắc anh cũng sẽ có những cái kỳ vọng về câu chuyện là sau này là thế giới nữa. Em nghĩ đấy là một cái khát vọng và một cái mong muốn rất 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 tốt đẹp. Nhưng mà ở chiều ngược lại nhé, em nghĩ là nếu mà khi mình nhìn ra ngoài xã hội thì cũng có những thương hiệu hoặc là những cá nhân mà đôi khi người ta lại lấy câu chuyện lịch sử văn hóa hoặc là nói rộng ra là câu chuyện về gọi là tự tôn dân tộc chẳng hạn thế, để phần nào là người ta chiếm được thiện cảm của khách hàng và có thể một phần nào nữa là lấp liếm đi những cái thứ liên quan đến chất lượng chẳng hạn thế. Thế thì anh nghĩ là cái hiện tượng này nó có xảy ra không, và theo anh quan điểm của anh về cái chuyện này như nào? Về mặt cá nhân nha, thì anh trẻ trâu mà máu chó mà khó chịu. Anh rất là khó chịu khi mà mình thấy những điều đó xảy ra. Nhưng mà về mặt thương hiệu, về mặt sứ mệnh, gọi là sứ mệnh, không, gọi là mục tiêu của Grim DC đi, khiến cho người Việt tự hào về người Việt, thì anh lại thấy nha, là càng nhiều thương hiệu làm điều đó càng tốt. Tức là về mặt cá nhân thì anh thấy ích kỷ, anh thấy không có muốn chia sẻ cái sự thành công đó với lại những người khác. Nhưng mà về mặt cuộc đời của Grim DC, sứ mệnh của thương hiệu này, anh thấy rằng tại vì không thể nào một mình anh bảo đảm là không thể nào một mình anh mà thay đổi được quan điểm của cả một cái dân tộc được. Nhưng mà nếu có 10 thương hiệu giống như anh, 100 thương hiệu giống như anh, cho dù họ làm vì mục đích gì đi chăng nữa, họ làm mục đích vì tiền, vì quyền, vì danh tiếng gì đó, anh không cần biết, nhưng ít nhất là họ có làm. Khi họ làm, họ sẽ thay đổi được một phần trong cái xã hội của mình. Thay đổi càng nhiều, người Việt mình sẽ đi lên càng nhiều. Anh thấy đó là điều tốt. Trước Dream DC không có thương hiệu streetwear nào làm về văn hóa lịch sử Việt Nam cả. Sau khi Dream DC thành công với những bộ sưu tập lịch sử văn hóa của mình, những bộ sưu tập đầu tiên á, thì rất nhiều thương hiệu bắt đầu nhào vô cái miếng mồi đó, cái miếng bánh ngon đó,
cắn xé, làm liên tục ra những cái bộ khác nhau. Nhưng rồi sao nữa, khi mà cái thị trường quan tâm lịch sử văn hóa nó bị chững lại hoặc là nó đi xuống á, mấy bạn từ bỏ, mấy bạn qua một cái dòng sản phẩm khác, một cái vibe khác, một cái phong cách khác và những cái câu chuyện khác, thì rõ ràng là họ làm vì mục đích thương mại. Họ thấy miếng bánh của Grimacy tạo ra nó có vẻ ngon, thị trường đó Grimacy vừa mới khai mở có vẻ thú vị, có vẻ nhiều tiềm năng, họ nhảy vô, họ xé cái miếng bánh đó, cho tới lúc mà miếng bánh đó không còn gì để ăn nữa thì họ nhảy ra ngoài, họ để lại Grimacy tiếp tục bơi trên con đường đó. Thì đối với anh đó là giống như anh nói, cũng được, chả sao cả. Dù gì cuối cùng mục đích của mình cũng không phải, mình có đặt vấn đề về tiền lên, mình làm kinh doanh mà, và doanh nghiệp mình cũng cần được sống. Nhưng đối với anh, những người khác có làm thì xã hội sẽ thay đổi. Và nếu mà nhìn theo góc độ tích cực của vấn đề á, bây giờ có một thằng làm thì nó không có thành cái trend, mà 10 thằng làm thì có thể nó thành cái trend bự hơn. Cái trend đó sẽ giúp gì? Giúp cả Grimacy đi lên nữa. Vâng. Chứ không phải là nó dìm tụi anh xuống. Tại vì sao? Tại vì mọi người luôn hiểu rằng Grimacy là thương hiệu làm về lịch sử văn hóa tốt nhất Việt Nam, có tâm nhất ở Việt Nam, tử tế nhất ở Việt Nam. Thì sao? Trend càng lên, con sóng càng lớn, con thuyền Grimacy sẽ càng lên cao. Anh nhìn theo góc độ đó, anh thấy hết buồn, anh hết trẻ trâu, anh hết khó chịu. Mình xoay qua một chút về câu chuyện chất lượng đi ạ. Theo em được biết thì anh Duy cũng đề cao, thậm chí là coi có một cái tiêu chuẩn rất là khắt khe cho câu chuyện chất lượng của Grimacy. Và đương nhiên là để đi theo con đường chất lượng đấy thì chắc chắn là nó không phải là một lựa chọn dễ dàng rồi. Thậm chí là nó là lựa chọn rất là đắt, costly. Ừ. Nghĩ thế. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái góc nhìn hoặc là cách tiếp cận của anh và Grimacy về câu chuyện sản phẩm chất lượng và những thứ anh đã làm để đảm bảo rằng là mình đang đi trên đúng cái con đường mà mình đã lựa chọn. Quy tắc của anh ấy là không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp nghĩa là gì? Nếu tôi muốn làm ra sản phẩm với mức chất lượng đó, tôi không được thỏa hiệp. Tại vì làm kinh doanh á, em rất dễ thỏa hiệp trước áp lực của đồng tiền. Tỷ lệ lời trung bình của áo thun phải là 1:3. Tức là một đồng vốn, 3 đồng, 2 đồng lời. 2 đồng lời. Okay. Ví dụ như bán 300 thì giá cost phải là 100. Lời 200. Đấy là mức chuẩn chung của thị trường. Không, mức trung bình thấp thôi, có những trung cái thấp, có okay. Những cái còn trung bình cao là 1:4, 1:5 nữa kìa. Vâng. Tới cỡ đó. Còn nếu mà em nhập hàng Trung Quốc về là còn 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 nữa. Vâng. Thì rõ ràng mà. Quay lại cái câu chuyện đó là tụi anh muốn tạo ra sản phẩm chất lượng, nhưng mà nó còn dính thêm một cái cọng râu nhỏ nữa là nó phải làm ra bởi người Việt tại Việt Nam. Nghĩa là sao? Sản phẩm tụi anh làm ra, dĩ nhiên bây giờ anh nói, anh luôn tự hào nói rằng sản phẩm Việt của Grimacy được làm ra ngay tại Việt Nam bởi người Việt, nhưng không phải là tất cả. Có những thứ ở Việt Nam không có. Thí dụ như mình đâu có tự trồng được bông cô tông đâu, mình không có tự, và mình cũng không có tự xe được cái sợi. Tất cả sợi của mình là phải đến từ Trung Quốc hoặc Đài Loan hoặc Ấn Độ vân vân. Nó không phải của người Việt làm. Nhưng cái gì mà ở Việt Nam có mà đáp ứng được chất lượng của Grimacy, quy tắc của tụi anh là phải mua cái nguyên liệu đó, cái phụ liệu đó, chứ không được đặt hàng ở nước ngoài. Tụi anh kiên quyết không làm điều đó. Mặc dù nó tốn hơn rất là nhiều. Tại vì em biết là em mua vải Trung Quốc thì nó rẻ hơn vải Việt Nam. Tại vì công nghệ của Việt Nam mình nó, anh không biết là tại sao, nhưng mà vải nó mắc hơn, chất lượng nó lại cũng thấp hơn nữa. Vâng. Thấp hơn ở đây là cái tỷ lệ phải bỏ. Tại vì ví dụ em làm ra cái áo thun thì những cái chỗ mà lỗi sợi em sẽ phải bỏ. Thì vâng, tỷ lệ lỗi sợi trên một cây vải của Trung Quốc nó thấp hơn của Việt Nam. Nhưng mà bởi vì ở Việt Nam có nên tụi anh quyết định là vẫn 100% vải thun vẫn phải mua ở Việt Nam để làm, vẫn phải đặt làm ở Việt Nam để cái dòng tiền nó chạy trong quốc gia của mình. Mỗi một lần dòng tiền quay một vòng ở trong nước là một lần cái cuộc sống của người Việt trở nên tốt đẹp hơn một chút. Đó là cái quy tắc của anh. Và chưa bao giờ anh thỏa hiệp với cái điều ngược lại hết. Dĩ nhiên có những thứ như vậy, cái vải áo sơ mi này đi, ở Việt Nam mình không có mạnh về dịch thôi, cho nên là anh kiếm không ra được đơn vị cung cấp đủ cái chất lượng này. Anh đi từ nhà máy nhỏ tới nhà máy lớn, không có ai làm được cái chuyện cái vải giống như vậy cho anh hết. Anh bắt buộc phải mua từ Trung Quốc. Đúng, anh không phủ nhận chuyện đó. Vâng. Nhưng mua về rồi, tôi sẽ làm nó ở Việt Nam, tôi sẽ may nó ở Việt Nam, tôi sẽ hoàn thiện nó ở Việt Nam và tôi bán cho người Việt.
chứ tôi không có đặt hàng ở bên Trung Quốc. Dĩ nhiên bây giờ em mua vải từ Trung Quốc mà em làm ở Trung Quốc có phải nó rẻ hơn là em phải chở cái đống vải đó về Việt Nam xong em làm không? Nhưng mà anh không có thỏa hiệp với chuyện đó. Và thứ hai nữa là không thỏa hiệp về mặt chất lượng. Chất lượng chỉ có thể đi ngang hoặc đi lên thôi, tuyệt đối không có đi xuống. Anh cầm cái áo của tụi anh cách đây nhiều năm á. Lúc đó anh đã nói đồ chất lượng rồi, nhưng mà nhiều khi giờ anh nhìn là anh cũng không dám mặc nữa. Thiệt, cái đó nói thiệt. Đồ mình lúc đó mình chưa làm đủ tốt. Bây giờ mình làm tốt hơn và vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng anh luôn đảm bảo một câu chuyện, đó là đồ của Creamy C sẽ là chất lượng tốt nhất trong cái tầm giá đó, trong cái phân khúc giá đó. Không một ai qua mặt hết. Đồ tụi anh luôn là xịn nhất. Để làm gì? Nó giống như câu chuyện của Uniqlo vậy á. Mục tiêu thương hiệu họ rất là đơn giản, để khiến cho người Nhật, người toàn dân Nhật có thể có được cái đồ mặc ấm áp của mùa đông, mà không phải hy sinh lựa chọn là hôm bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ nhịn ăn để tôi có đồ ấm mặc, hay là tôi sẽ có đồ ấm mặc và tôi đói. Uniqlo, cái mục tiêu cuộc đời của họ là giúp cho dân Nhật có được đồ đủ tốt, đủ chất lượng để mặc mà không phải đánh đổi bởi cái chất lượng cuộc sống. Mục tiêu của tụi anh cũng vậy luôn. Anh muốn làm là tại sao có rất nhiều người, chị Thu cũng hay hỏi nè, rồi mọi người ở đây cũng hay hỏi là sao đội Creamy C làm đồ chất lượng vậy rồi ăn gì? Tại vì rõ ràng là đồ tụi anh làm rất là xịn, rất là cao. Thì nó chỉ đơn giản thôi. Anh chấp nhận cái khoản lời rất là thấp, đủ để duy trì sự sống của công ty thôi. Để khiến cho người Việt có những sản phẩm chất lượng nhất để mặc, như nó giống như một cái điều hiển nhiên mà những cái người ở những nước quốc gia phát triển họ được hưởng á. Anh cũng muốn mang điều đó về cho người Việt. Và điều đó tốn rất nhiều chi phí, tốn kinh khủng luôn. Giống như là anh hay nói đùa là những người gọi là những cái người khởi nghiệp cùng một thời với anh về mảng thời trang á, có người mua nhà lầu, xe hơi, biệt thự, đủ thứ hết trơn á. Còn anh là anh đi xây nhà xưởng. Anh không có nhà lầu, không có đất đai, không có biệt thự, không có sổ đỏ, nhưng mà anh có nhà xưởng. Và những nhà xưởng của Creamy C giúp anh thực hiện hóa cái lời hứa là không thỏa hiệp. Hồi trước anh đi đặt gia công bên ngoài, anh kiểm soát không được. Tại vì em biết nhìn là cái nghịch lý á, là Việt Nam là một đất nước sản xuất hàng may mặc cao cấp, nổi tiếng trên thế giới luôn. Tức là đồ tốt của mình, ví dụ Nira là Hugo Boss nè, Nike nè, Decathlon nè, tức là tất cả những cái thằng mà xịn xịn trên thế giới, thằng nào cũng đã có sản xuất cái đó ở Việt Nam hết. Nhưng sao người Việt mình không có đồ xịn mặc? Tại đơn giản thôi, bây giờ em muốn làm đồ xịn thì em phải vô nhà máy lớn để em đặt thì em mới có chất lượng cao, mà nhà máy lớn nó yêu cầu cái số lượng đặt hàng tối thiểu nó quá cao. Chả ai với tới cả. Làm được một mã đó thôi, một màu đó thôi là coi như là đứt vốn luôn rồi. Nên sao làm? Nhưng mà nếu mà làm ở ngoài những cái tổ hợp nhỏ thì chất lượng lại không đảm bảo, nó cứ trồi sụp. Cuối cùng anh đi đến quyết định là tôi sẽ dành hết toàn bộ tiền, tôi bắt đầu tôi đi xây nhà xưởng, tôi xây nhà máy. Để tôi làm gì? Tôi kiểm soát toàn bộ chất lượng từ đầu vô tới đầu ra của Creamy C. Tôi đảm bảo rằng chất lượng cuối cùng của tụi tôi là tốt nhất có thể. Em rất là muốn hỏi, vì trong trường hợp của em, nhiều khi em bị đứng ở trước một cái gọi là gì nhỉ, một cái băn khoăn. Tức là okay, nếu tôi cũng đang lựa chọn những thứ này, tức là tôi đang lựa chọn chất lượng, tức là tôi lựa chọn là ok, có thể tôi kiếm được ít tiền hơn một chút, nhưng mà ngược lại thì cái giá trị tôi tạo ra cho xã hội chẳng hạn nó lại cao hơn. Thế thì em thỉnh thoảng lại đứng trước một cái băn khoăn là thực ra nếu đây là lựa chọn này thì đây là lựa chọn của tôi, nhưng mà liệu rằng là cái lựa chọn này nó có ảnh hưởng đến ví dụ như đời sống hoặc là cuộc sống của anh em hoặc là những người mà đã đi theo tôi phát triển cùng tôi hay không? Anh có bao giờ gặp vấn đề đấy không ạ? Ông gặp hoài luôn. Mình cứ suy nghĩ, mình đắn đo, mình bị kẹt giữa cái rằng ranh đó. Nó không có đúng với sai, nó cứ nằm ở giữa của những cái quyết định của mình á. Vâng. Làm nào anh vượt qua những cái thứ đấy? Có vượt qua được đâu, phải chịu đựng nó mỗi ngày chứ. Không có vượt qua được. Thế chắc anh cũng giống em. Đúng rồi, tức là ok, mình hứa rằng mình không thỏa hiệp. Nhưng mà cái điều không thỏa hiệp đó nghe thì có vẻ rất lý tưởng hóa, rất là cool, rất là xịn, rất là ngầu. Vâng. Nhưng nó quay vào những cái quyết định kiểu daily ấy, tức là những quyết định nhỏ mà nhiều khi cái không thỏa hiệp đấy nó rất là khó. Đúng rồi. Vâng. Anh em mình cũng có gia đình cần nuôi chứ. Vâng. Cộng sự của mình cũng có những cái ước mơ và hoài bão riêng cho cuộc đời của họ và những người thân của họ chứ. Mình không lo được cho họ.
có phải là mình tệ không? Bây giờ mình nói rằng mục tiêu mình là muốn cho tất cả dân Việt Nam được ăn sung mặc sướng. Những người kế bên mình không ăn sung mặc sướng. Vậy những người kế bên mình không phải dân Việt hả? Mục tiêu cuộc đời của mình có vậy, có đang bị kiểu nghe còn nó có vẻ bị sáo rỗng không? Mày có đang nói những lời sáo rỗng không? Em hay gọi là hô khẩu hiệu. Đang hô hào. Ừ. Thì anh thấy rằng cái thứ mà khiến cho anh vượt qua được những cái sự dày vò đó, đó chỉ có một thứ duy nhất thôi. Anh nhìn vô nhân viên của anh nhìn vô cộng sự của anh hiểu rằng họ đang mong chờ. Họ sẽ đặt câu hỏi là sao anh không bán giá cao hơn lời nhiều hơn. Có phải anh có thể tăng được lương cho em không? Tăng được lương cho em thì em có thể giúp đỡ cho em tốt được hơn. Đúng không? Đúng. Anh nhìn vô họ và anh không biết làm sao để trả lời câu hỏi đó cả. Anh chỉ biết nói là anh cảm ơn mọi người vẫn còn tin vô cái hành trình này, tin vô những điều mình làm. Anh thề luôn, anh không biết nó sẽ đi bao lâu, bao xa, nhưng mà anh rất cảm ơn mọi người vì dám tin vô cái những cái điều viển vông này và vẫn còn ở đây với anh tới giờ này, tới thời điểm này, tới giây phút này để cùng nhau thực hiện hóa nó. Anh sẽ không bao giờ quên cái tình cảm này mọi người dành cho anh. Và thật sự mà nói là để không có cách nào để vượt qua được cái cảm giác tội lỗi đó hết. Vì mình không lo được cho những người xung quanh mình. Nhưng mà cái thứ duy nhất mà khiến cho mình vẫn còn tiếp tục đi tiếp được á, đó là bởi vì mình biết rằng mình vẫn đang làm điều đúng. Điều đúng thường rất khó làm và mình vẫn đang làm đúng. Vâng. Cho nên, ví dụ mình nói là mình đi ăn trộm ăn cắp đi thì đó là điều sai. Mình làm tiếp mình thấy nó dây dứt ăn năn. Còn cái này, tôi đang muốn thực hiện hóa một cái giấc mơ rất rất là to lớn cho một cái cuộc đời rất là mạo hiểm. Những cái mục tiêu rất là mù mờ. Nhưng mà tôi đang làm nó với tất cả sức lực của mình, trái tim của mình, từng giọt máu của mình. Tôi biết tôi đang làm điều đúng và tôi rất cảm ơn, tôi sẽ không bao giờ quên cái tình cảm, cái ơn của các bạn đã đi cùng tôi, đã giúp cho con thuyền này tiến lên phía trước. Anh chỉ có thể nghĩ được tới vậy thôi. Nó xoa dịu được một chút nào đó cái cảm giác tội lỗi của mình. Nhưng không có điểm cân bằng. Chắc chắn sẽ không có. Vâng, em rất là cảm ơn anh vì sắp xếp một buổi ngày hôm nay đến đây để nói chuyện với em về hành trình này. Và em hy vọng là trong tương lai chắc chắn là anh em mình sẽ còn nhiều dịp hơn để nói thêm những câu chuyện khác nữa. Vì như em nói là mình còn rất nhiều thứ mà mình chưa kịp khai thác. Đó, nhưng mà để gọi là thay cho cái lời kết cuối cùng của podcast này đi, thì nếu có một điều gì để gửi gắm đến những cái bạn khán thính giả đang xem cái số podcast này đến thời điểm hiện tại, thì anh sẽ gửi gắm điều gì ạ? Mình là người Việt. Hãy tự hào vì mình là người Việt. Và phải mang cái niềm tự hào đó đi khắp thế giới. Ngẩng cao đầu, kiêu hãnh vì tôi là người Việt Nam. Và để làm được cái điều đó, không một ai đơn độc có thể làm được hết. Không phải một mình Dream BC làm được, không phải một mình Spider Room làm được, không phải bất kỳ ai làm được. Mà mình cần làm cùng với nhau. Con đường đó giống như em đang trắc trở, anh đang chông gai. Và những người tiếp theo, mọi người bước tiếp vô con đường đó cũng sẽ trắc trở và chông gai giống như vậy. Nó khó hơn chuyện đi buôn nhiều lắm. Em cũng nghĩ thế. Nó khó hơn chuyện đi làm cho tập đoàn quốc tế nhiều lắm. Nên cho cái hành trình mà các bạn sắp bước vào, sắp dấn thân vào á, Duy gửi cho các bạn cái câu này, cái câu mà khiến cho Duy mỗi buổi tối không, khi mà nhắm mắt không muốn thức dậy nữa, nhưng mà mỗi ngày buổi sáng hôm sau thức dậy vẫn bật ra khỏi giường bằng tất cả cái niềm tin của mình. Ăn thua mình liều. Ăn thua mình lì. Liều lên. Lì tới cùng. Anh nói thiệt. Vâng. Anh không nghĩ có bất kỳ thứ gì khác khiến cho mình có thể đi tiếp được nếu mình không liều và không lì. Vâng. Và đến cuối cùng thì những người liều nhất và lì nhất sẽ là những người đặt nền móng cho tương lai. Và làm được những thứ gì đó mà không bị giới hạn. Không giới hạn mình. Hiện giờ đang gọi là vượt quá được cái mức độ suy nghĩ ở thời điểm hiện tại. Cũng hy vọng là anh em mình cũng sẽ đến được cái ngưỡng như vậy. Một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh Duy vì đã dành thời gian ngày hôm nay. Em biết là anh đã
rất gấp rồi. Thế nên là chắc là mình sẽ xin phép được khép cái buổi podcast ở đây để anh có thể kịp ra sân bay. Không thì anh sẽ, nếu anh bị trễ chuyến bay anh quay lại đây làm tiếp. Anh em làm tiếp, nói nguyên một ngày một được. Một đêm luôn. Không vấn đề gì cả. Ok ạ. Anh cảm ơn anh rất nhiều. Ok.